Hello, công ty thiết bị điện tử nghe nhìn XO, hotline 0879 80 1999. Hôm nay xin giới thiệu cho bạn top 8 sản phẩm camera siêu nhỏ ngụy trang giấu kín và được khách hàng lựa chọn nhiều nhất trong 2022. Đấy, thì đây, trên mình các bạn đang là top 8 sản phẩm được khách hàng lựa chọn và tin tưởng dùng nhiều nhất với dòng camera siêu nhỏ ngụy trang giấu kín các bạn nhé. Đó, đây mình sẽ bỏ cái biển quảng cáo của mình ra để các bạn có thể nhìn được toàn bộ 8 sản phẩm đó. Và mình đã xếp hạng top 1 sản phẩm được nhiều người dùng nhất trong 2022, đó chính là một chiếc camera ngụy trang bóng đèn led siêu sáng. Đấy, thì đây, trước tay mình đang là một chiếc camera ngụy trang bóng đèn led siêu sáng các bạn nhé. Đó, bản này là bản được khách hàng lựa chọn khá là nhiều đó, do tính năng ngụy trang là siêu nhỏ. Đây sẽ là mắt camera ở này, tính năng của đèn thì vẫn sử dụng bình thường. Đấy, chiếc camera này sẽ có chất lượng hình ảnh là full 4K, thu âm hình tiếng và có kết nối từ xa của 3G, cũng như là có pin tích trữ bên trong bạn nhé. Đó, con này thì có thời lượng pin siêu khủng luôn. Đó, pin con này lên đến 15 giờ. Đó, và khi các bạn bật điện lên nó tự sạc cho máy các bạn nhá, nó tự sạc cho camera. Đó, thì nhờ vị trí cũng như là ngoại hình và dụng ngụy trang giấu kín thì dòng camera ngụy trang bóng đèn led siêu sáng của nhà mình đang là vị trí top 1 sản phẩm được khách hàng lựa chọn nhiều nhất các bạn nhá. Đấy. Tiếp tục đến top 2 sản phẩm được khách hàng lựa chọn nhiều nhất, đó chính là một chiếc camera S199. Đấy, phiên bản ngụy trang cúc áo đinh vít các bạn nhá. Đó, thì đây sẽ là toàn bộ ngoại hình của chiếc camera ngụy trang cúc áo S199. Đấy, dòng camera siêu nhỏ ngụy trang nhá. Đây, mặt camera đây, siêu nhỏ luôn. Đó, khi bạn sử dụng thì sẽ có túi ngụy trang và sạc dự phòng và pin kèm theo các bạn nhá. Đó, khai cái này nhớ đây. Đấy, chân sạc này. Đó, kích thước thì siêu nhỏ luôn. Đây là kích thước thực tế các bạn nhá, kích thước thực tế luôn. Đấy, rất nhỏ và rất mỏng luôn, mỏng hơn cả một ngón tay của mình. Đó, rất phù hợp cho các bạn thích sử dụng dòng ngụy trang giấu kín nhá. Chiếc camera S199 của nhà mình sẽ có chất lượng hình ảnh là full 4K, thu âm hình tiếng và có kết nối từ xa có 3-4G. Đấy, đặc biệt là có hình chuyển động các bạn nhá. Đó, cái này mà các bạn mà ngụy trang cục áo bạn đi quay thì cực kỳ led các bạn nhá. Đó, thì nhờ ngoại hình siêu nhỏ và siêu giấu kín của nó thì chiếc S19 của mình đang là vị trí top 2 sản phẩm được khách hàng lựa chọn nhiều nhất 2022 các bạn nhá. Đấy, tiếp tục là ở vị trí thứ 3, đó là chính một sản phẩm mới ra là camera CX7. Đấy, thì đây, trên tay mình đang là một chiếc camera CX7 ấy, phiên bản mới cũng như được khách hàng lựa chọn khá là nhiều trong 2022. Đó, hai con này thì nó chỉ khác nhau ngoại hình thôi, con này ngắn hơn và to hơn, con này dài hơn một xíu nhưng mà nó nhỏ hơn và mỏng hơn rất là nhiều. Đó, chiếc này là chiếc CX7 các bạn nhá. Đó, vuông đét luôn. Đó, mắt camera vẫn ở đây, ở chính giữa này. Đó, chất lượng hình con này sẽ là full 4K này, thu âm hình tiếng và có kết nối từ xa qua 4G các bạn nhá. Đấy, đó, thì nhà ngoại hình khá là bắt mắt, khá là nhỏ và phù hợp trong tất cả các trường hợp thì chiếc camera CX7 của nhà mình đang là vị trí top 3 sản phẩm được khách hàng lựa chọn nhiều nhất trong 2022. Đấy, phụ kiện kèm theo của chiếc CX7 này vẫn sẽ gồm là một củ sạc dự phòng, một dây sạc và một túi ngụy trang để các bạn có thể ngụy trang cúc áo đinh vít, đầu đinh tùy ý nhá. Đấy, đó, thì đó sẽ là vị trí top thứ 3 này. Tiếp tục dòng top thứ 4 sản phẩm được khách hàng lựa chọn nhiều nhất, đó chính là một chiếc camera siêu nhỏ ngụy trang ổ điện dân dụng. Đấy, thì đây, mẫu ổ điện dân dụng này đang là mẫu sản phẩm được khách hàng lựa chọn nhiều nhất trong 2022. Đó, có lẽ nhà mình thì sử dụng điện để điện trực tiếp để hoạt động camera, các bạn cứ cắm điện là hoạt động. Đó, và sẽ không có pin nhá, có điện là hoạt động và hoạt động 24/24 luôn. Đấy, đó, thì ngoài chế ổ điện này ra thì mình có chế thêm tất cả các loại ổ điện các bạn nhá. Các bạn có nhu cầu độ bất kỳ ổ điện nào là mình đều có thể độ cho các bạn. Đó, ok chưa, ngoại hình ổ điện. Đó, mắt camera sẽ làm sâu bên trong cái đèn này. Đó, siêu nhỏ, siêu giấu kín luôn. Đó, thì nhờ cái ngoại hình và cũng như là độ giấu kín gọi là 100% giấu kín thì chiếc camera ngụy trang ổ điện của nhà mình đang là đứng vị trí top thứ 4 sản phẩm được khách hàng lựa chọn nhiều nhất trong 2022 các bạn nhé. Đó, sản phẩm cực kỳ là tuyệt vời. Đấy, đó, các bạn thì các bạn có thể dán vào tường hoặc là bán vít ở tường bình thường nhé. Đấy,
thì tháo ra bạn vít đây, các chân vít là bạn vít ở tường này, bốn chân thì bạn nhé. Đó, chiếc camera ổ điện nhà mình thì vẫn có tính năng là một là chất lượng ảnh full 4K, hai là thu âm hình tiếng, và ba là có kết nối từ xa qua 4G nhá. Đấy, đó thì đó là được xếp hạng thứ top 4 sản phẩm được khách hàng lựa chọn nhiều nhất cho 2022. Tiếp tục lại đến dòng ngụy trang nữa, đó chính là một chiếc camera không dây siêu nhỏ ngụy trang cúc áo S63. Đó, thì đây trên tay mình đang làm một chiếc camera không dây siêu nhỏ ngụy trang cúc áo S63. Đó, bản ngụy trang cúc áo luôn rồi nhá. Đó, chiếc camera thì khá là gọn gàng. Đấy, khá là gọn gàng các bạn nhá. Đó, chỉ đúng một cục thôi, có khi gài này. Đó, thì khi bạn sử dụng ấy, các bạn muốn gài vào áo tùy ý, các bạn có thể cạy ra nhá. Đấy. Đó. Đây, chân sạc đây, chân sạc đây các bạn nhá. Khai gắn thẻ nhớ này. Đấy. Đó, thì nhờ cái ngoại hình gọn gàng cũng như là cái độ ngụy trang cúc áo cực kỳ nhỏ luôn, thì chiếc camera ngụy trang cúc áo S63 là của nhà mình đang là vị trí top 5 sản phẩm được khách hàng lựa chọn nhiều nhất trong 2022. Chiếc camera này sẽ có chất hình ảnh là full 4K, thu âm hình tiếng và có kết nối từ xa qua 4G. Phụ kiện kèm theo của nó sẽ gồm là một sạc dự phòng, một dây sạc và một túi ngụy trang. Đấy. Tiếp tục đến vị trí top thứ 6 được khách hàng lựa chọn nhiều nhất, cũng là một sản phẩm độc quyền tại cửa hàng nhà mình luôn. Đó. Thế đây, trên tay mình đang là một chiếc camera gắn sim A54. Đó. Chiếc camera này thì là sẽ sử dụng gắn sim độc lập các bạn nhé. Có nghĩa là ấy, khi bạn kết từ xa ấy, thì chỉ cần quét mã là lập tức sẽ kết từ xa, chứ không nhất thiết các bạn phải kết nối qua wifi. Đấy. Và đây sẽ là dòng gắn sim độc lập và mới nhất năm 2022, cũng như được khách hàng lựa chọn nhiều nhất trong 2022. Đó. Thường các bạn sử dụng chiếc gắn sim này ở trong các trường hợp như là các bạn muốn theo dõi lồng trại, hoặc là các bạn ở nơi không có điện, không có wifi. Đấy, thì các bạn có thể sử dụng chiếc gắn sim này nhé. Đó. Đó, tính năng của bạn chỉ quét mã là tên từ xa và bạn đặt đâu cái đấy. Góc quay con này sẽ là 180 độ siêu rộng và quay cả ngày cả đêm nhé. Quay cả ngày cả đêm này. Đấy. Đây sẽ là hồng ngoại các bạn nhé. Đó. Kích thước thì khá là nhỏ, vuông đét luôn. Đó. 454. Đấy. Chất lượng ảnh của chiếc camera gắn sim A54 nhà mình nó sẽ có chất lượng ảnh là Full HD 1080, thu âm hình tiếng và có kết nối từ xa qua 3-4G các bạn nhé. Đấy. Rất là tiện luôn. Đó, không có điện, không sóng, không có điện, không có wifi các bạn vẫn có thể sử dụng được. Đấy. Đó, thì đó sẽ là vị trí top 6 sản phẩm mà khách hàng lựa chọn nhiều nhất cho 2022, và cũng là sản phẩm độc quyền tại cửa hàng nhà mình các bạn nhé. Đấy. Tiếp tục đến sản phẩm được đứng top 7 trong mẫu camera siêu nhỏ dấu kín. Đó. Thì đây, trên tay mình đang là một chiếc camera ngụy trang bảng điện. Đó. Mắt camera sẽ làm sâu bên trong này. Đó. Làm sâu bên trong này. Đó. Và các tính năng điện thì vẫn sử dụng bình thường. Đấy. Và thiết bị này của mình thì hoạt động 24/24 luôn. Các bạn cắm điện là hoạt động. Đấy. Còn khi ổ bảng điện thì các bạn chắc chắn là phải gắn điện rồi. Đấy. Rất là hay các bạn nhá. Đó, hai chân rắc này vẫn cắm sẵn, cắm bình thường luôn. Chiếc camera này của mình sẽ có chất lượng hình ảnh là full 4K, thu âm hình tiếng và có kết nối từ xa qua 3G, cũng như là có ghi hình chuyển động các bạn nhé. Đó, thì nó sẽ gồm là 4 tính năng trong một sản phẩm. Đó, và chiếc camera của mình nhờ cái ngoại hình siêu kín đáo của nó thì nó được vòng nằm trong vị trí top 7 sản phẩm được khách hàng lựa chọn nhiều nhất trong 2022. Đấy. Siêu nhỏ dấu kín bạn nhé, điện vẫn sử dụng bình thường. Đó, rồi. Tiếp tục làm ở vị trí top 8 sản phẩm, cũng như là mình đã lọc ra đến vị trí thứ 8. Đó chính là một chiếc camera ngụy trang củ sạc Samsung và iPhone. Đấy. Thì đây, làm ở vị trí top 8 đó chính là một chiếc camera ngụy trang củ sạc Samsung và iPhone này. Hiện tại đây là mình cầm một củ sạc Samsung, còn củ sạc iPhone cũng tương tự như vậy. Đấy. Nó sẽ có mắt camera siêu nhỏ làm bên trên này. Mắt camera siêu nhỏ làm bên trên. Đó. Và tính năng của sạc thì các bạn vẫn cắm vào phần củ sạc, dây sạc và sạc cho điện thoại bình thường. Đấy. Mặt dưới là của nó sẽ là khai cắm thẻ nhớ các bạn nhé. Siêu kín đáo luôn. Mắt camera siêu nhỏ. Đấy. Bọc cực kín luôn các bạn nhé. Đấy. Ok nhờ. Vẫn sử dụng tính năng sạc điện thoại bình thường. Đó. Thì thiết bị là của nhà mình thì sử dụng điện 220V để hoạt động luôn các bạn nhé. Đấy. Các bạn chỉ cần cắm điện
cắm củ sạc vào nguồn điện là lập tức nó sẽ sạc cho điện thoại cũng như là camera sẽ hoạt động luôn. Đấy, cực kỳ nhạy các bạn nhá. Đó. Đó thì nhờ cái ngoại hình kín đáo cũng như là cái tính năng vẫn sử dụng sạc bình thường thì chiếc camera ngụy trang củ sạc iPhone này của Samsung của nhà mình đang ở vị trí top 8 sản phẩm được khách hàng lựa chọn nhiều nhất các bạn nhá. Đấy. Ok chưa? Đó. Rồi, thì trong video này của mình đã giới thiệu cho bạn 8 sản phẩm được khách hàng lựa chọn nhiều nhất trong 2022 cũng như là sản phẩm được khách hàng tin tưởng và dùng nhiều nhất trong 2022. Đấy. Thì bạn nào có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm, các bạn liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại Zalo 0879 801999 để mình có thể hỗ trợ tư vấn chi tiết cho các bạn. Bên mình thì có bảo hành sản phẩm là 1 năm, lỗi 1 đổi 1 và có ship toàn quốc. Khi các bạn nhận hàng, các bạn được kiểm tra, test hàng ok, đúng như video quảng cáo các bạn thanh toán. Còn không gọi để hoàn hàng cho bên mình mà không mất 1.000 phí nào. Đấy, cực kỳ lãi luôn nhá. Đó. Và tất cả sản phẩm trên nhà mình thì khi bạn mua hàng và đăng ký kênh YouTube của mình thì các bạn sẽ nhận được một chiếc thẻ nhớ để các bạn có thể lưu trữ dữ liệu. Đấy. Và đây đấy, đó sẽ là phần quà tặng kèm khi bạn đăng ký kênh YouTube nhá. Đấy. Và các bạn cũng khi xem video của mình có điều gì thắc mắc có thể bình luận phía dưới bình luận cho mình cũng như có thể qua liên hệ qua Zalo hoặc số điện thoại trên bảng quảng cáo của mình. Đó. Thì mình sẽ tư vấn và hỗ trợ bạn 24/24 luôn. Đấy. Rồi, video của mình đã xong. Đó, thì bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo.